Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sắp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: Bà muốn gì? Bà ta thưa lại: Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài trong nước Ngài. Chúa Giêsu đáp lại: Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người: Thưa được. Người bảo họ: Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: Các ngươi biết thủ lãnh các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các ngươi. Ai muốn cầm đầu các ngươi thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Phục vụ và hiến dâng mạng sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, bài tin mừng thuật lại cho chúng ta nghe việc bà mẹ cũng như hai người con là Gia-cô-bê và Gio-an đến gặp Chúa Giê-xu để xin một cái chỗ ngồi bên hữu bên tả của Chúa Giê-xu trong nước của Ngài. Chúa Giê-xu nghe như vậy thì Ngài mới giải thích để hiểu được trong vương quốc của Ngài người làm lớn là làm cái gì. Chúng ta thấy ở đâu thời nào cũng vậy đó. Thời Chúa Giê-xu, ngay cả trong các tông đồ và thời đại chúng ta hôm nay đều xảy ra vấn đề gì? Ham quyền, tham vọng, thích quyền lực. Thì Chúa Giê-xu giải thích cho chúng ta nghe, trong nước Chúa và suy nghĩ của Thiên Chúa về người làm lớn là như thế nào. Người làm lớn theo Chúa Giê-xu nói đó, không phải là cái người đứng trên đầu trên cổ người ta, cai trị người ta, thống trị người ta theo kiểu thế gian. Không phải. Người làm lớn trong cái nhìn của Chúa Giêsu và Ngài thích là người phục vụ và hiến dâng mạng sống. Vậy thì ai muốn làm lớn thì phải làm hai cái điều đó đấy: phục vụ và hiến dâng mạng sống. Nhiều khi chúng ta cứ chích dẫn cái câu là con người đến để không phải được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ thôi. Còn câu sau, hiến dâng mạng sống, không chích. Cái câu sau mới là câu chốt á, câu chính á. Mình thích phục vụ thôi, thích làm việc thôi, để biểu lộ cái khả năng của mình thôi, để thể hiện cái quyền của mình thôi. Nhưng mình quên đi yếu tố là Chúa Giê-xu không yêu cầu cái đó mà thôi. Phục vụ và hiến dâng mạng sống kìa. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Chúa Giê-xu không có đặt quyền lực trong giáo hội đâu. Hiểu sai đấy. Nếu chúng ta đi tìm quyền lực trong hội thánh là sai. Trong hội thánh, Thiên Chúa chỉ trao nhiệm vụ, trách nhiệm, sứ mạng. Khi chúng ta có một vị trí nào đó trong hội thánh, xin đừng quên, Chúa không có giao quyền. Chúa chỉ trao công việc đó, bổn phận đó, sứ mạng đó, trách nhiệm đó, làm đi. Và chăn dắt đoàn chiên của Chúa, không phải của mình. Ngay cả Đức Giáo Hoàng, chúng ta thấy không, Ngài luôn luôn nhắc nhở bản thân là gì? Tôi tớ của các tôi tớ. Chứ Ngài không phải là chủ. Thiên Chúa mới là chủ trang đích thực của đoàn chiên. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng khi mình có một vị trí nào đó trong giáo hội, trong hội dòng, trong cộng đoàn, thì chúng ta cứ cho mình là có quyền. Xin thưa, sai rồi. Không có quyền. Vì chúng ta nghĩ mình có chức, mình nghĩ mình có quyền, từ đó mới đưa đến vấn đề là lạm quyền, làm cho biết bao nhiêu con người đau khổ vì bản thân chúng ta lạm quyền.
mà Chúa đâu có trao quyền. Cho nên lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ đấy, chúng ta chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa mà thôi. Và là công việc người tôi tớ là gì? Học theo gương của Chúa Giêsu, người tôi tớ đầu tiên trung tín với Thiên Chúa bằng cách là phục vụ mọi người và hiến dâng mạng sống của mình cho người ta được sống. Như vậy, mỗi người chúng ta nhìn lại xem, khi chúng ta có một vị trí nào đó trong hội thánh, chúng ta đang làm gì với cái vị trí đó? Chúng ta có phục vụ hết lòng không? Hết sức chưa? Đúng chức năng mình chưa? Thứ hai là mình đã hiến dâng mạng sống mình chưa? Nghĩa là mình sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình. Mình sẵn sàng đón nhận tất cả phần thiệt thòi về mình để cho anh chị em của mình được biết Chúa, được bình an, được nên thánh. Đó. Mình làm như vậy đó. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, trong hội thánh Chúa không có giao quyền lực cho ai hết. Mà đối với Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài chẳng bao giờ Ngài thể hiện quyền lực trên bất kỳ ai cả. Ngài đến Ngài phục vụ, Ngài hiến dâng mạng sống của Ngài cho tất cả chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay lời Chúa một lần nữa nhắc nhở chúng ta, nếu chúng ta có một nhiệm vụ nào đó, có một vị trí nào đó trong giáo hội, trong cộng đoàn, trong gia đình của mình, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa không có trao quyền, Chúa chỉ trao công việc, bổn phận và trách nhiệm thôi. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy phục vụ Thiên Chúa và mọi người như một người tôi tớ, và sẵn sàng mỗi ngày, mỗi tiêu hao chính con người của mình đi, để mình hiến dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa, cho chương trình của Chúa và cho mọi người, để tất cả mọi người chúng ta được hưởng sự sống đời đời với Chúa. Nhất là chúng ta nên thánh từng ngày, để chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, người tôi tớ trung tín đã phục vụ cả một cuộc đời, và cuối cùng là hiến dâng chính mạng sống của Ngài để cho tất cả chúng ta được sống. Amen.